lớp 5 Trương Gia Ân, Trần Ngọc Thị Thương, lớp 6 Nguyễn Trương Minh An, Nguyễn Trần Gia Hân, Trương Phan Quang Kim, Lê Ngọc Lưu Ly, lớp 7 Huỳnh Nguyễn Kiều My, Huỳnh Bảo Kiều My, Đoàn Ngô Hồng Thiên Ý, Nguyễn Võ Hồng Thi. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Mỹ Trương, Phó Thư ký Hội Thánh, ông Võ Văn Tư, Thủ ủy Hội Thánh, bà Nguyễn Thị Thu Mai, Phó Thủ ủy Hội Thánh, bà Nguyễn Thị Mai Loan, Phó Thủ ủy Hội Thánh, cùng ông Trương Nhật Linh, chấp sự Hội Thánh, bước lên trao quà khích lệ cho các em. Sau khi trao quà, xin kính mời quý vị đứng lại chụp hình lưu niệm chung với các em. Quà khích lệ trong thời giờ Hội Thánh Thiếu Nhi sau giờ này. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào quý Hội Thánh.